Hello, welcome to my channel Gameplay Adventure. Hôm nay bí tưởng quá, mình lại quay mấy cái game này cho nó thay đổi khẩu vị đi. Đầu tiên là cái trò Rimpo. Trò này tối lắm. Ồ, đây chính là cái cậu thanh niên mình điều khiển này. Let's go. Đây là cái game này, nó cái màu này nó tối, nó kiểu nó đang ở dưới địa ngục nữa. Ôi, chết 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 chết, phải nhảy qua cái này chứ không phải là máy tối đâu. Wow, may quá, chả nhảy nhảy vài chục lần tập đi tập lại cái đoạn này mới qua được. Thôi là kinh khủng. À, wow, kéo này ra, kéo đi. Rồi nhảy vào. Ô, lại còn nhảy lên nữa. Kinh vãi. Làm sao cho đi đi xuống đây kiểu gì ấy? Anh chỉ tôi một đường đi lối bước thế nào. À, nhảy vào dây các bạn ạ. Tùy xuống. Tùy xuống, tùy xuống. Lần đầu tiên được xuống địa ngục chứ lần nào được xuống đâu. Có lần trước mình. Quá trời tối vãi. Tối ấy. Ta lạc trôi kiểu giữa trời ấy nhở. Ôi, mây mù răng lối này. Làn sương khói phôi phai. Ui, đúng như kiểu trong MV lạc trôi Sơn Tùng ấy. Ô, đi đâu rồi? Quá, đến bến bờ rồi. Thuyền ơi, hãy đợi nhé. Ta sẽ sang đây. Không đi được các bạn ạ. Mình đến đích rồi. Địa ngục nó ngắn thế này rồi. Lại lên thuyền. Có lấy cái gì nữa không? À, kéo cái thuyền vào đây. Let's go, nhảy đây. Ta nhảy này. À ha. Ui, ta còn trèo lên nữa này. Trò này chỉ được cái tối thôi. Tối như âm mộ. May quá có cái đôi mắt nó sáng nó nhìn đâu. Leo leo leo. Ui ui. What? Thôi, chúng ta neo đậu ở đây thôi. Đi tiếp khó quá. Mình sẽ ăn game tiếp theo. Đó chính là cái trò Hotel Tyrant. Đây, chính là cái giao diện của game này. Game này nhìn trông vẻ hổ báo ấy, không biết thế nào. Rồi, let's go. Game này nhìn nó kiểu cũng sợ 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 nhưng mà nó còn màu sắc nó sáng sủa hơn cái game đấy. Hơn cái game Limpo ấy. Game Limpo ấy có hai cái màu rồi. Đen với trắng tối như gì. What? Cái gì? Do toàn là cái game này toàn là do mình lần đầu mình chơi thì mình cũng không có hiểu biết lắm về cái đường đi nước bước ở trong cái trò chơi. Không sao, lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Tên 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 tên. Ấy, mình hoàn thành xong cái nhiệm vụ rồi. Đến vòng Tam Quốc. Sang màn tiếp theo nhé. Đấy, game này nó cũng kiểu ma quỷ quỷ nhưng mà nhìn không ghê. Màu sắc nó còn sặc sỡ hơn cả game bình thường ấy. Ồ.
gì? Ở đây là mấy cái quả trứng à, trứng khủng long này. Cái này mình tí phải ăn được cái đạn mình có thể bắn được mấy con này. À, mấy con cây cây thì bây giờ nó bắt nạt thôi, tí nữa bắt nạt lại nó. Ui. Ô đích kia này. Tên này đèn. À, mình sẽ sang game tiếp theo. Mình sẽ chơi cái trò Hello Neighbor. Rồi. Let's go. Wow, đây chính là cái giao diện game này. Xem trong này có cái hộp này có gì không? Mình phải đi tìm mấy cái khúc gỗ. À, tìm mấy con gấu bông mà mấy hôm chả tìm hết rồi. Cái giỏ mình cũng chưa có con nào. Nấu đây. Chúng ta đang nấu xem tìm cái cậu anh giai đâu rồi. Trò này mình phải kết thúc thật nhanh các bạn ạ, vì mình chơi thì một lúc nữa chóng mặt lắm. Trong này chắc có cái gì đó. Đây nữa này. Lấy được. Rồi, có một thứ để cắt rồi. Ra đây tìm cái giỏ kìa. Mình vứt được cái giỏ ấy. Cậu thanh niên được rồi. Phải cẩn thận. Toàn nhòm ngó rồi. Dọn đây cái dọn đây các bạn. Ui dọn đâu rồi? Ui lại bị bắt rồi. Tiến đến cái dọn khó thế nhỉ? Đâu con chim chim đà điểu đâu? Kìa con chim kìa, mình sẽ tiến đến con chim ấy. Cái giỏ, cái giỏ, cứ nhìn thấy cái giỏ trên này. Đây là cái giỏ đâu. Ôi, suốt ngày bị bắt này. Thì mình sang game tiếp theo nhá. Mình sẽ chơi cái trò Friday the 30. Wow. Trò này vào khá nhanh. Vẫn chọn cái nhân vật này nhá. Wow. Đây là một trò chơi giải đũa mà không có cái vấn đề gì đâu. Chết rồi, này này. Làm sao mà mình có băng qua được này. Tiến đến gần nạn nhân này nhỉ. À đây 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 đây. Rồi 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 rồi. Úi, đấm xịt, đấm xịt, đấm xịt. Mãi cái đấm xịt.
Mà này lại quá dễ rồi. Chạy đâu thoát. Chạy đâu thoát. Cái tên này là một tên sát nhân này. Quá quảng cáo. Tên này quảng cáo lắm thế. Từ nãy quảng cáo rất nhiều luôn. Ủa tôi chết rồi. Ủa may quá, cái này nó không giới hạn lượt lượt đi các bạn. Nó mà giới hạn lượt đi thì cũng là vỡ mồm. Rồi, lần này không thể đấm xịt được. Cái trò này mình thấy cũng nhiều người chơi up trên YouTube ấy. Thì nó chỉ làm cái trò giải trí, giải đố. Ô, cái màn này không cẩn thận là rơi nước. Đó, rơi nước. Ủa thôi chết em rồi, mướp đỡ rồi. Quả này mình đi đường nào cũng chết. What? Bây giờ đi đường vòng nên khổ nhỉ. Đó. Phum. Chúng ta sang cái màn tiếp theo. Màn này hơi tối nhỉ. Cái rồi. Chết rồi. Hết đường đi rồi. Mình đi đây được thuộc dạng bí rồi. Bí. Đi nhầm, đi sai một ly. Đó. Kinh nhờ cái tên sát thủ này. Nhìn mặt nó đeo mặt nạ này. Trông luôn 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 này. Ác thế. Thế là... Rồi mình sẽ sang trò chơi tiếp theo nhá. Đó chính là cái trò Bandy Run. Trò này tốn khá nhiều thời gian đấy các bạn. Bởi vì mỗi một cái con boss mình phải chạy 4 phút mới tiêu diệt được nó. Thì lâu lâu mình mới chơi mấy thể loại game này chứ còn bình thường cũng chả chơi đâu. Ôi. Lâu lâu chơi này nó thay đổi khẩu vị một tí. Kiểu mình chơi suốt ngày chơi mấy cái thể loại game offline kia rồi. Chơi mấy trò kia thuộc toàn là trò của kid. Còn mấy cái trò này là trẻ em này, trên 13 tuổi mới chơi. Có trò trên 16 tuổi mới chơi. Chứ không phải là trò nào mà ai cũng có thể chơi được đâu. Người ta giới hạn độ tuổi rõ ràng nhá. Ui ui, ném xịt. Con boss này chỉ còn có 22 máu thôi. Mình vẫn chưa mất một giọt nào luôn. Ném mấy viên gạch này chỉ ăn được một máu của cái con boss này thôi. Cái con boss này trông buồn cười đấy nhỉ. Nó là một cái hòm. Một cái hòm này có chân bạch tuộc à. Khả năng cái con boss này là sự hợp nhất của một con bạch tuộc và một cái hòm.
như ở trên mấy bộ phim hoạt hình ấy là mấy con bạch tuộc nó chui cái hòm lâu quá thì là nó không ra được, thế là nó thành quái vật luôn đó. Cái con bót con nó vừa mới ra cái mình nhắm ngay cho cái thùng phi ở mồm. Lên đây, lên đây. Lên đây. Lên đây con nhện này. Để ăn được mấy cục sắt to to màu đen thì ném nó mới thốn. Mấy cái cục gạch này ném ít máu lắm. Cái tôi cứu đạn đấy. Ủa con bón sắp bị hạ rồi này. Nó chỉ còn 5 máu nữa thôi. Nó còn một máu, nó còn một máu. Mình trúng một viên đạn nữa mình đi. Ô, chiến thắng rồi. Yeah. Hình như con bot này có điều gì muốn nói. Nó cứ ngập ngừng ngừng lại thôi này. Ô, nó đi mất rồi. Để mình sang game này. Tiếp theo. Đó chính là cái trò Angry Grand Run. Uầy, vừng người đã mở ra rồi. Mình xem cái sự kiện chúng ta phải ăn 500 coin, chạy 2000m này. Các kiểu luôn. Let's go. Đó là cái nhiệm vụ hàng ngày đó. Chạy 2000m mới dừng á. Uầy. Chả thấy hiện thông báo chạy được bao mét nhỉ. Ủa, rất nhiều con robot này. Ô, bây giờ mới chạy được có 250 thôi. Còn một quýt này. Hình như mấy con robot này nó ở trên mặt trăng xuống. Bà già nó sút toàn bay lên mặt trăng thôi. 500 mét rồi đó. Cho nên là 750 rồi. Mình chỉ cần chạy 2000m là được thôi. À. 1000m rồi. Ui, chết làm sao mà được 5000 điểm boy này. Tối nay ăn được có 110 mấy từ bỏ. 10 mấy điểm bỏ. Rất là khó khăn. Nhện 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 nhện. Có con nhện nhện. What? What? Thôi, mình sẽ sang game tiếp theo nhé. Wow, mình sẽ sang cái trò Basic Education. Wow. Wow. Trò này. Cứ lấy luôn. Wow. Chúng ta phải vào đây để học à? Mới chơi. Ui, cái vãi. Ui, đây chính là cái thanh niên nhân vật chính ấy. Đi thôi. Ui, cái thanh niên thì nó cứ đứng thôi. Vào đây giải toán thôi, đơn giản các bạn. Chúng ta giải sai là chúng ta sẽ bị thịt. Đó, mình đã giải xong. Chắc à.
Hình như chúng ta sẽ đến những cái phòng màu xanh xanh này dài sao ấy. Đúng rồi. Di chuyển hơi khó nhỉ. Ai gì không à. Ôi báo ơi. Cái phép toán này thì bố ai mới giải được. Cứu. Trừ không à. Chứ này không không đáp án ghi này em muốn đọc. Tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Ra chuồn rồi các bạn ạ. Chuồn thôi. Ôi không. Không lối mà đi luôn này. Ôi cái thanh niên kia đến rồi. Tôi chết hết rồi. Ôi giải sai có một bài thôi mày. Ôi. Vai trưởng. Giải sai có một câu. Bố ai mà giải được cái câu ấy. Ok mình sang cái trò Slenderman. Trò này có cái màu nó cũng không được sáng sủa đâu. Ôi chúng ta sẽ chơi luôn. Đi ban ngày cho đỡ sợ. Kinh vãi. Bắt đầu nha. Đi chơi đi chơi. Đó chúng ta sẽ đi theo cái mũi tên này. Mình sẽ chơi nhanh trò này bởi vì trò này từ góc nhìn thứ nhất này, rất dễ chóng mặt rồi. Trò này không biết mục tiêu là gì, đi tìm Slenderman à? Slenderman không? Mình đếch biết nữa. Khó di chuyển thế. Khiếp có cái tiếng gì ồm ghê vãi. Hình như mình đang ở nghĩa địa. Đi đi. À đây đi đây. Ôi không gian nơi đây mênh mông quá. Toàn là xương thôi. Ghê vách chuồng. Mình sẽ đi ra khỏi cái nơi này. Út tưởng cái vùng trước là vùng xám, ai ngờ toàn là tường bao thôi. Chết rồi, mình bị vây kín nơi đây rồi. Ôi vãi trưởng gì đây. Đây chính là Slenderman. Rất đơn giản. Thế là mình tìm xong rồi đó. Đó tất cả 8 trò chơi trong ngày hôm nay của mình. Goodbye, see you again.